truyền bá tư tưởng Phật giáo tới việc bảo tồn các di tích văn hóa lịch sử, cũng như tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, đòi hỏi người tu sĩ Phật giáo phải được đào tạo bài bản và khoa học. Đào tạo trí thức Phật giáo và nghiên cứu về Phật học, vì thế đã trở thành một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để hình thành nên một đội ngũ tăng ni có đạo hạnh, kiến thức, có năng lực và bản lĩnh đáp ứng yêu cầu công tác Phật sự của giáo hội và xã hội. Hôm nay, những thạc sĩ Phật học khóa đầu tiên tốt nghiệp, một mốc son của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Trước đây, các tăng ni sinh muốn theo học bậc học này và bậc học tiến sĩ đều phải ra nước ngoài và không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện ước nguyện đó. Học ở đây, các học viên vừa học vừa tu. Buổi học bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng và quá trình tu học khổ luyện kéo dài từ 4 đến 6 năm liên tục. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội luôn áp dụng giới luật làm hàng đầu, giúp cho người xuất gia luôn luôn sống theo khuôn khổ và rèn luyện bản hạnh. Đối với nhà chùa, những cái điều học được trong Phật giáo thì bao gồm cả cái tinh thần từ bi và trí tuệ. Thì mình dùng cái đó để mình ứng xử với mọi người, với các Phật tử. Từ một lớp đại học đầu tiên đặt tại chùa Quán Sứ, chỉ với 50 sinh viên. Đến nay, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã đào tạo được hàng ngàn cử nhân Phật học và bắt đầu tuyển sinh bậc sau đại học và tiến sĩ, với chất lượng đào tạo không ngừng đổi mới, cả chiều sâu và chiều rộng. Môi trường giáo dục thì phải chất lượng thầy trước. Chúng tôi luôn luôn thỉnh mời những thầy có uy tín trong học thuật, cả đạo lẫn đạo. Các môn về đạo học thì chúng tôi mời chư tôn đức giáo hội ở khắp cả nước. Từ đó, học sinh có một kiến thức bài bản, chuẩn mực của đời và đạo để đi ra hoạt động với xã hội. Khoảng độ 4% là nội điển, tức là kinh, luật, luận của Phật giáo, và còn 60% là ngoại điển, như là triết học phương Đông, triết học phương Tây, triết học Mác-Lênin, thế rồi thì tâm lý học, xã hội học, rồi tôn giáo học, rồi lịch sử. Do vậy, khi mà tốt nghiệp ở đây về, phải có một kiến thức nó khá toàn diện, không chỉ Phật học. Từ chỗ dạy cái mình có, chuyển sang dạy cái xã hội và giáo hội cần, Học viện Phật giáo Việt Nam đang đổi mới toàn diện mô hình giáo dục, theo hướng không chỉ là giáo dục tăng ni, mà chuyển sang nghiên cứu chuyên sâu và đào tạo Phật học.